tập tiếp theo của Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ chào đón MC Huỳnh Lập cùng với hai người chơi. Thành Khôi xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Xin cho phép diễn viên Đoàn Anh Hùng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả. Cùng bổ sung kiến thức về ca dao tục ngữ. Chủ đề ngày hôm nay là biển cả. Rồi, thắng chắc rồi. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Lên non cho biết non cao, xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu. Ý nói là cuộc sống phải có trải nghiệm. Hấp dẫn. Em biết nhưng mà em mất lượt rồi. Anh Khôi em có muốn hỗ trợ người chơi anh Khôi có muốn hỗ trợ người còn lại không? Mình hay cầm cái tờ giấy rồi mình nói chuyện với nhau mà mình nói anh ơi anh nhớ anh này chưa để mình ra mình quay á. Rồi anh thử đáp vào nữa coi. Đi biển nhớ phương, đi đường nhớ hướng. Đón xem chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.